Vị thánh Ấn Độ, ngài từng tiên đoán rằng mình sẽ không sống được đến 40 tuổi và viên tịch khi đang thiền định ở tuổi 39. Khi nhắc đến con số 991, có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến nước Mỹ, nhưng nhiều người lại nghĩ đến người đàn ông trong video này. Ông là một nhà sư, cũng là một thánh nhân vĩ đại của Ấn Độ. Ông đã tiên đoán rằng mình sẽ không sống quá 40 tuổi và quả thật, ông đã rời thế gian ở tuổi 39. Tuy cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ông đã để lại cho thế hệ sau nhiều tác phẩm kinh điển. Thậm chí, đến nhà khoa học nổi tiếng Tesla đã phải chờ đợi hàng giờ để nghe ông nói về triết lý Vedanta, một trường phái triết học nằm trong Ấn Độ giáo. Xem xét đến bản chất của thế giới hiện thực, ông chính là Swami Vivekananda. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi trở thành tu sĩ, ông Vivekananda có tên là Narendranath Datta, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1863 tại Kolkata, thuộc Tây Bengal, Ấn Độ. Cha ông là một luật sư có ảnh hưởng lớn, còn mẹ là một phụ nữ tốt bụng và đạo đức, người đã có ảnh hưởng lớn đến con trai. Narendranath Datta sinh ra đã có thiên hướng tu hành. Ông bắt đầu tập thiền từ khi còn nhỏ và có tinh thần phiêu lưu, không biết sợ hãi. Có một lần để chứng minh việc một ông lão nói rằng trên cây không có linh hồn. Ông ấy đã ở trên cây suốt vài giờ, sau đó nói rằng đừng tin vào những gì bạn đọc trong sách, đừng tin vào điều gì chỉ vì người khác nói rằng nó đúng. Hãy tìm ra sự thật, đó chính là giác ngộ. Ông Narendranath Datta còn là một thần đồng với khả năng ghi nhớ mọi thứ trong nháy mắt. Vì vậy, thành tích học tập của ông luôn đứng đầu. Ngoài ra, ông cũng là một người mê đọc sách. Ông gần như đã đọc hết tất cả các sách trên thế giới. Đến khi tốt nghiệp đại học, Narendranath Datta đã nắm vững kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chính những kiến thức này lại khiến ông bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Chúa. Để thỏa mãn cơn khát tri thức về Chúa, ông đã đến thăm nhiều bậc thầy tâm linh nổi tiếng và hỏi họ một câu hỏi rằng: bạn đã gặp Chúa chưa? Tuy nhiên, lần nào ông cũng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, Narendranath Datta đã đặt một câu hỏi tương tự cho bậc thầy nổi tiếng Ramakrishna, một nhà huyền môn của Ấn Độ giáo. Ramakrishna đáp lại một cách không do dự rằng: Tôi thấy Chúa rõ ràng như thấy bạn, chỉ là cảm giác sâu sắc hơn. Câu trả lời này đã thu hút Narendranath Datta, giúp ông nhận ra Ramakrishna không phải là người bình thường. Kể từ đó, ông đến thăm Ramakrishna thường xuyên hơn và những câu hỏi của ông cũng nhận được nhiều câu trả lời hơn. Cuối cùng, Narendranath Datta đã trở thành đệ tử được yêu thích nhất của Ramakrishna. Dưới sự hướng dẫn của Ramakrishna, ông đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng đến năm 21 tuổi, cha của Narendranath Datta qua đời khiến gia đình ông cũng bắt đầu sa sút. Ông khẩn cầu Ramakrishna giúp mình cầu nguyện cho phúc lợi kinh tế của gia đình. Nhưng Ramakrishna nói rằng anh không thể cầu nguyện cho tiền bạc và của cải mà chỉ có thể cầu nguyện cho lương tâm và sự ẩn dật. Ngày hôm đó, Narendranath Datta đã đạt được sự giác ngộ tâm linh hoàn toàn. Ngày 16 tháng 8 năm 1886, Ramakrishna viên tịch. Narendranath Datta chính thức xuất gia làm tu sĩ và đổi tên thành Vivekananda, có nghĩa là hạnh phúc của trí tuệ sáng suốt. Ông bắt đầu đi du hành khắp Ấn Độ, chứng kiến những khó khăn trong cuộc sống và bệnh tật mà người dân bình thường phải đối mặt. Ông đã thề sẽ dành cả cuộc đời mình để giảm nhẹ những đau khổ này. Trong thời gian đó, Vivekananda biết rằng Hội nghị Tôn giáo Thế giới năm 1893 sẽ diễn ra tại Chicago, Hoa Kỳ. Ông rất mong chờ được tham gia hội nghị này để truyền bá lý thuyết của Ramakrishna. Sau khi thiền định trên một tảng đá ở phía nam Ấn Độ trong 3 ngày, nguyện vọng của Vivekananda đã thành hiện thực. Các đệ tử đã quyên góp tiền để Vivekananda có đủ chi phí đến tham gia hội nghị này. Ngày 31 tháng 5 năm 1893, Vivekananda lên thuyền đến Hoa Kỳ, nhưng đến nơi, ông lại phải chịu đựng sự chế nhạo và phân biệt vì người Hoa Kỳ không quen với hình ảnh của một nhà sư Ấn Độ mặc áo màu cam. Điều tồi tệ hơn là ông phát hiện ra thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị Tôn giáo Thế giới đã kết thúc.
Có lúc Vivekananda nghĩ rằng mình phải trở về Ấn Độ, nhưng vì muốn truyền bá giáo lý của thầy và thông điệp về sự hòa hợp phổ quát, ông đã kiên nhẫn chịu đựng. Để sinh sống, ông đã phải lang thang ở Boston. Tại đây, Vivekananda đã gặp một giáo sư nổi tiếng của Đại học Harvard. Vị giáo sư có ấn tượng sâu sắc với nhà sư Ấn Độ đang phải vất vả duy trì cuộc sống, nên đã kiên quyết yêu cầu ban tổ chức mời ông đại diện cho Ấn Độ tham dự đại hội tôn giáo. Giáo sư đã viết một bức thư cho người bạn là ủy viên của đại hội, nói rằng đây là một người có kiến thức nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại. Vì vậy, vào ngày 11 tháng 9 năm 1893, Vivekananda đã được bước lên sân khấu và thực hiện bài phát biểu mà mình mong chờ. Ông chỉ được phép diễn thuyết trong 15 phút, nhưng sau khi kết thúc, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Tràng pháo tay đã kéo dài suốt 2 phút. Từ đó, Vivekananda cũng được nhiều người biết đến hơn. Nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm ông. Thậm chí vào thời điểm đó, nhà khoa học nổi tiếng Tesla gần như không có thời gian để ăn hoặc rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng vẫn sẵn sàng chờ đợi hàng giờ để nghe các bài thuyết trình của Vivekananda. Nhà khoa học Tesla cho rằng triết lý Vedanta của Vivekananda rất khoa học và hoàn toàn phù hợp với các kết luận của khoa học hiện đại. Vivekananda bắt đầu đến các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ để diễn thuyết và đã viết ra nhiều cuốn sách xuất sắc. Trong đó có 4 tác phẩm kinh điển là Jnana Yoga, Raja Yoga, Nghiệp Yoga và Vương Yoga. Trong một lần trò chuyện, Vivekananda đã nói với đệ tử rằng ông sẽ không sống qua tuổi 40. Đúng như dự đoán của mình, vào ngày 4 tháng 7 năm 1902, Vivekananda như thường lệ vẫn đang dạy dỗ các đệ tử. Đến 9 giờ tối ông trở về phòng và trong lúc thiền định đã an tưởng ra đi khi chỉ mới 39 tuổi. Nhiều người tin rằng Vivekananda đã đạt đến cảnh giới Đại Samadhi. Nhìn lại cuộc đời của Vivekananda, ông luôn đặt lợi ích chung của đồng bào lên hàng đầu. Ông thúc giục đồng bào hãy tự đứng dậy, thức tỉnh và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Trong một tác phẩm của mình, Vivekananda đã viết rằng tôi sẽ uống cạn đại dương. Một tinh thần kiên cường như Vivekananda đã cho chúng ta thấy rằng chỉ cần bản thân mong muốn thì đến núi cao sẽ sụp đổ. Khi có được năng lượng và ý chí như vậy, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của đời mình. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.